Ví dụ vẽ chi tiết như trên hình, phân tích hình vẽ. Trước hết tôi dùng khối bóc để tôi vẽ hình hộp chữ nhật to. Tiếp theo vẽ hình hộp chữ nhật nhỏ. Tôi vẽ các cái khối trụ. Sau đó boolean và xúc chắc để quét. Cách làm như sau. Dùng chuột tích vào biểu tượng Quick New. Open. Chuyển từ 2D sang 3D bằng lệnh trừ VB. Enter. Trừ 1, trừ 1,1. Enter. Tôi đi vẽ khối bóc. Tích chuột tại một điểm bất kỳ. Tôi nhập vào A cộng 7,6. Enter. Khối bóc thứ hai. A cộng 38,76,29. Z A Mover. Điểm giữa đây, vào điểm giữa này. Tiếp theo, tôi vẽ các khối trụ tích chuột điểm giữa. Tôi nhập vào bán kính 38, chiều cao 29. Tương tự như vậy, tôi vẽ cái trụ bán kính là 19, chiều cao là 29. Tiếp theo, tôi vẽ cái trụ ở đây 38, chiều cao là 57, bán kính là 19, chiều cao là 57. Copy CO cái trụ nhỏ. Tôi bật F8 lên, tôi nhập vào khoảng cách là 76. Udeon ghép hình. Tôi chọn các đối tượng ở ngoài. Enter. Khoét subtract. Tôi chọn đối tượng ở ngoài. Enter. Tôi chọn các đối tượng ở trong. Enter. Như vậy xong. Tôi sử dụng lệnh 2 để tôi xem.